chào mọi người ạ. Xin chào mọi người nhé. Ai thấy cái like này đi qua cho mình xin một chấm ạ. Ai thấy like đi qua cho mình xin một chấm nhé. Xin chào mọi người ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu đồng hồ Dio giá rẻ đấy ạ. Đồng hồ Dio giá rẻ nhưng mà hàng mới lấy hàng về rất nhiều ạ. Xin giới thiệu đồng hồ Dio giá rẻ 3 màu ấy, xanh đỏ đen ạ. Ai đi qua thì mình xin một chấm ạ. Xin giới thiệu đồng hồ Dio giá rẻ. Xin chào mọi người ạ. 59k trên một sản phẩm ạ. Xin chào Hà Thu ạ. 59k trên một sản phẩm ạ. 59k. Giới thiệu đồng hồ Dio giá rẻ nhá. Hôm nay mình có 3 màu ở xanh đỏ đen ạ. Hôm nay về 3 màu hot nhá. 3 màu hot ở xanh đỏ đen ạ. 59k trên một sản phẩm ạ. Mọi người chia sẻ với mình ạ. Chào Thương Bùi nhá. Xanh đỏ đen là hôm nay hàng về rất nhiều đấy ạ. Một lô hàng xanh đỏ đen của Dio giá rẻ nhá. Đồng hồ Dio thời trang. Các bạn chia sẻ giúp mình ạ. Xin chào Thương Bùi ạ. Thương Bùi ơi chia sẻ giúp chị cái like này nhá. 59k trên một sản phẩm này, 59k này. Xanh đỏ đen này có 3 màu ạ, 3 màu hot là xanh đỏ đen nhá. Xanh đỏ đen. Có một người chia sẻ giúp mình ạ. Này 59k trên một sản phẩm nha. Ai mà chia sẻ trên 20 hội nhóm ấy, inbox riêng cho mình. Xin chào Hậu Ngọc ạ. Ai mà cảm ơn em nhá, cảm ơn Thương Bùi ạ. Ai mà chia sẻ trên 20 hội nhóm tặng một đồng hồ Dio với giá 0 đồng ạ. Xin chào Thanh Thanh Bắc Giang ạ. Tặng một đồng hồ Dio với giá 0 đồng nhá. Ai mà chia sẻ trên 20 hội nhóm ạ. Hôm nay mình xả này, mình sale giá này, kịch sàn luôn này. 59k trên một sản phẩm ạ. 59k trên một sản phẩm ạ. 59k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 59k cộng màu số điện thoại ạ. Đồng hồ thời trang Dio nhé, dây da lộn ạ. 59k cộng màu số điện thoại ạ. Mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Ai chia sẻ trên 20 người nhóm nhé, chụp ảnh màn hình inbox riêng cho mình. Mình sẽ tặng các bạn một đồng hồ này ạ. Tặng các bạn một đồng hồ nhé. Mua giá 0 đồng. Các bạn tự chọn màu ạ. Xanh đỏ đen ạ. 3 màu hot nhất đấy ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé. 59k cộng màu số điện thoại. 59k cộng màu số điện thoại nhé. Đồng hồ Dio này. Đẹp long lanh luôn nhé. Đồng hồ Dio dây da lộn nhé. Đồng hồ Dio thời trang ạ. Đồng hồ thời trang Dio thôi ạ, dây da lộn, đẹp long lanh luôn ạ. 59k cho một sản phẩm nhé các bạn nhé. 59k cộng màu số điện thoại ạ, 59k cộng màu số điện thoại nhé. Đồng hồ thời trang Dio ạ, xin chào Hồng Phong ạ. 59k cho một sản phẩm ạ. Chào Phú Phạm ạ, 59k. 59k bạn chia sẻ giúp mình ạ. Đồng hồ thời trang Dio dây da lộn nhá, 59k. 59k có màu số điện thoại. Các bạn để dây da lộn này, đồng hồ thời trang này, đồng hồ Dio thời trang dây da lộn nhá. 59k. Đồng hồ thời trang dây da lộn này 59k. Đồng hồ thời trang dây da 59k nhé, mà mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Bạn nào chia sẻ trên 20 hội nhóm nhé, chia sẻ trên 20 hội nhóm sẽ được tặng một đồng hồ Dio giá 0 đồng ạ. Các bạn chia sẻ trên 20 hội nhóm nhé, sẽ tặng một đồng hồ Dio giá 0 đồng ạ.
xanh đỏ đen, xanh đỏ đen nhá. Hôm nay mình về ba màu xanh đỏ đen này, ba màu hot nhất thôi, là mình chỉ lấy ba màu này, mua ba cái có bớt không chị? Ok, mua ba cái bớt nha em nhá, ba cái là phải lấy ship ạ. Các bạn mua ba cái là phải lấy ship nhá. Xanh đỏ đen ạ, xanh đỏ đen nhá, ba màu. Hôm nay về hàng về chỉ đúng ba màu này thôi ạ. Ba màu xanh đỏ đen nhá. Bây giờ mình nói trước, đây là đồng hồ thời trang nhé các bạn, tha hồ mà được thay đổi màu ạ. Thay đổi mốt, thay đổi màu ạ. $59k trên một sản phẩm nhá, mua 3 sản phẩm trở lên sản phẩm ship nhá bạn nhá. Mua từ 3 chiếc trở lên, mua từ 3 chiếc trở lên các bạn sẽ phải ship toàn quốc luôn ạ. Và tặng 3 quả pin dự phòng nhá. Được tặng 3 quả pin dự phòng khi mua 3 chiếc trở lên, từ 3 đến 5 chiếc là từ 3 chiếc trở lên là được miễn ship ạ, miễn ship toàn quốc ạ. Xanh đỏ đen ạ, hôm nay mình về 3 màu xanh đỏ đen nhá. Bạn nào đặt hàng cho mình ở màu cùng số điện thoại ạ. 59k màu cùng số điện thoại, xin chào Hoài Nguyễn ạ. 59k màu cùng số điện thoại ạ. Xin chào Vi Tâm ạ. Bạn nào mà bị ẩn có mình mà mình không nhìn thấy, nó có bạn thông cảm nhé, Kim Nana. 59k cộng màu số điện thoại ạ. Ai mua một đồng hồ hôm nay sẽ là tặng pin dự phòng ạ. Ai mua từ 3 chiếc trở lên, xin chào Lương Trang, 3 chiếc trở lên phải lấy ship nhé bạn nhé. 3 chiếc trở lên phải ship này. 59k cộng màu số điện thoại ạ. Hôm nay mình chỉ like mẫu đồng hồ Dio ra giá rẻ đấy thôi nhé, còn mẫu khác thì để hôm khác nhé. Có mẫu chống xước, cũng có mẫu Dio nhé, Dio chống xước chống nước đây ạ, màu dây da kim loại nhé, dây kim loại lâm châm dính. Như hôm nay mình không like nhé Nguyễn Thị Thảo nhé, hôm nay mình không like đâu, tại vì tránh nhầm lẫn. Có những hôm like ấy, mẫu lọ mẫu kia xong rồi nhiều khách chốt quá nó bị nhầm ấy, thì bên mình không like chung nữa đâu, mình like riêng thôi. Thì để hôm khác nhé. Hôm nay chỉ duy nhất là like 3 cái mẫu này thôi. Like một mẫu này thôi, like một mẫu này như có 3 màu nhá, xanh đỏ đen ạ. Xanh đỏ đen nhá, có đỏ đô này, đen và xanh ạ. Đồng hồ Dio thời trang dây da lộn ạ. Đồng hồ Dio thời trang dây da lộn nhá các bạn nhá, 59k, 59k đeo rất đẹp luôn ạ, thời trang. Mình nói đây nó là đồng hồ thời trang nhá bạn nhá, thời trang này. Có màu đỏ, màu đen, màu xanh ạ. Đỏ đen xanh nhá. Đây cũng là mẫu Dio nhưng như nó là thời trang nhá. À bên đây nó là chống xước, chống nước này. Dây kim loại lâm châm dính 250k nhá Nguyễn Thảo nhá. 250k nhưng hôm nay mình không like mẫu này đâu. Để hôm khác nhá. 250k. Không like chung đâu ạ. Like chung thì nó nhầm lẫn lắm ạ. Like chung thì nhiều khi gửi lẫn ấy, gửi lẫn mẫu rồi nước khách lại trả lại ạ. Có người đồng hồ dây kim loại thì lại gửi dây da, có người dây da gửi dây kim loại nha bạn nhé. Thì hôm nay mình chỉ like riêng một cái mẫu này thôi, là đồng hồ Dio giá rẻ thôi, đồng hồ xả 59k, 59k trên một sản phẩm ạ. 59k nhé. Có 3 màu xanh đỏ đen ạ. 3 màu đẹp nhất là xanh đỏ đen thôi, chứ còn không lấy những cái màu xám màu lâu kia nữa. Xin chào Huệ Trần ạ. 59k nhé bạn nhé, 59k mà các bạn chia sẻ cho mình ạ, 59k trên một sản phẩm ạ. 59k là cộng màu số điện thoại ạ, 59k cộng màu số điện thoại nhé. Đỏ đen xanh ạ, xanh đỏ đen ạ, 59k cộng màu số điện thoại ạ. 59k cộng màu số điện thoại. Ai mua từ 3 chiếc trở lên 59k nhé cùng nhé. 59k nhá, 59k cộng màu số điện thoại nhá. 59k cộng màu số điện thoại này. Các bạn đặt hàng này 59k cộng màu số điện thoại nhá, Dio thời trang ạ, à, đồng hồ Dio thời trang ạ. Từ 2 đến 4 ngày nhé bạn nhá. Ở gần thì 2 ngày mà từ xa tận trong miền Nam Kon Tum Đắk Lắk thì 4 ngày nhé bạn nhá. Từ 2 đến 4 ngày có hàng nhá. 59k cộng màu số điện thoại ạ. À.
Các bạn đặt hàng từ 2 đến 4 ngày sẽ nhận được hàng ạ. 59k nhá, 59k của màu số điện thoại ạ. 59k có màu số điện thoại nhá, màu đỏ này, đỏ đô này. Đỏ này, đen xanh nhá, đỏ đen xanh cho các bạn nhìn gần luôn nhá. Rất đẹp luôn, nó là đồng hồ thời trang như là thời trang Leo nhá. Mua 3 cái free ship nhá. Chống nước sinh hoạt thôi nhá bạn nhá, chẳng hạn như bạn rửa tay này, các thứ là bình thường là mình không phải tháo ra thôi nhá. Chứ còn đâu ví dụ như mình ngâm nước lâu lâu một chút là cái đồng hồ này mình cứ không đảm bảo đâu nhá bạn nhá. Tại vì nó chỉ là hàng thời trang thôi mà. Màu đen đi bạn ơi, màu đen nhá. Xanh đỏ đen nhá, các bạn nhìn rõ chưa? Xanh đỏ đen nhá. Nay mình chỉ về 3 màu nhá, chống nước sinh hoạt nhá, mình chỉ nói là chống nước sinh hoạt thôi nhá. 59k nhá, 59k cộng màu số điện thoại nhá, 59k cộng màu số điện thoại nhá. Cái xanh đỏ đen đen mình đang đeo trên tay nhá. 59k cộng màu số điện thoại, 59k cộng màu số điện thoại. Phí ship toàn quốc là 30k nha các bạn nhá. Các bạn nhá, 30k nhá, 30k phí ship toàn quốc nhá. Tại vì mình đã sale giá kịch sập sàn thế này rồi thì mình sẽ không free ship cho bạn. Các bạn mua một chiếc, hai chiếc đâu mà các bạn phải mua từ 3 chiếc trở lên mình sẽ free ship nhá. 59k, 59k trên một sản phẩm ạ. 59k nhá. 30k, tất cả 30k hết nhá các bạn nhá. Nó hơn đấy, tầm độ 32 hoặc 35 nghìn tiền ship thì bên mình mới chỉ tính 30 nghìn thôi các bạn ạ. Đây mình đeo màu đen nhé bạn nhá. Như Quỳnh cái màu đen ấy, mình đang đeo màu đen nhá, cái mặt của nó này. Màu đen đấy nhá, mình đang đeo màu đen đấy. Đen này, xanh đỏ. Chỉ có 3 màu này thôi nhá các bạn nhá. 3 màu là đẹp nhất rồi, mình không lấy những cái màu kiểu như là lâu hay xám gì đâu ạ, đen này. Màu đen đấy nhá. Phí ship toàn quốc là sẽ lên tới tầm độ từ 35, 32 đến 38 nghìn, từ 30 đến 38 nghìn. Nhưng mà bên mình chỉ tính cho các bạn là 30 nghìn thôi. Nên mình hỗ trợ cho các bạn số lẻ rồi, được mình lấy 30 nghìn. Đen, màu đen nhé các bạn nhé, màu đen, đỏ, xanh này. Đen, đỏ, xanh này. Các bạn đặt hàng ấy, chỉ cần màu của số điện thoại nhé. 59k có màu số điện thoại áp dụng live stream ạ. Áp dụng trong live ngày hôm nay này, 59k có màu số điện thoại nhé. Còn ngoài live này bên mình sẽ không theo giá nhảy đâu ạ. Ngoài live này các bạn mua các bạn sẽ bị đắt thêm 10.000 nữa. Xin chào Hải Yến ạ, xin chào Phê Thủy ạ. Không có kiểu khác nhé các bạn nhé, bắt các bạn đặt hàng cho màu số điện thoại nhá. Màu của số điện thoại ạ. Các bạn đặt hàng cho màu số điện thoại ạ. Bạn Thủy ấy, bạn Thủy thì bạn phải cho mình màu nhé bạn nhé. Màu đó, các bạn đặt hàng này 59k, màu của số điện thoại 59k, màu của số điện thoại ạ. Có màu đỏ, màu xanh và màu đen là 59k, màu của số điện thoại. Phí ship toàn quốc, xin chào Thắm Lệ. 59k nhá, 59k, màu của số điện thoại ạ. Phí ship toàn quốc là 30k nhá. Này hàng về rất nhiều, toàn những cái màu xanh này, màu đen đẹp, màu đẹp ấy ạ. Đỏ đấy ạ. Toàn những màu đẹp đấy các bạn nhé. Ba màu này là đeo dễ đeo nhất, thời trang nhất ạ. 59k này, 59k có màu số điện thoại ạ. Các bạn đặt hàng này, đặt hàng này lại số điện thoại có màu ạ. 59k có màu cộng số điện thoại ạ. Xanh đỏ đen ạ. 59k như đồng hồ thời trang dây da đấy ạ. Lộn. Đồng hồ thời trang dây da lộn nhé các bạn nhé. Đồng hồ thời trang dây da lộn như mình đang đeo trên tay đấy ạ. Mình đang đeo trên tay đây, màu xanh, màu đỏ và màu đen đấy ạ. Xanh, đỏ, đen nhé các bạn nhé. 59k, 59k có màu số điện thoại nhé. Mong các bạn chia sẻ cái này cho mình. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm nhé, chụp ảnh màn hình inbox riêng cho mình sẽ tặng các bạn đồng hồ giá 0 đồng ạ. Ai mà chia sẻ trên 20 hội nhóm nhá, ai chia sẻ trên 20 hội nhóm inbox riêng cho mình sẽ tặng bạn ấy là đồng hồ với giá 0 đồng đấy ạ. 59k nhá, 59k có màu số điện thoại ạ. Xin chào Oanh Đại ạ.
59k cộng màu số điện thoại ạ. 59k cộng màu số điện thoại. Mong mọi người chia sẻ cái like này giúp mình ạ. Mình sẽ tặng cho bạn nào chia sẻ